Quý khán giả đang theo dõi chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới phát trên báo Lao Động. Sáng hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 11, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Vừa qua, tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức khai mạc giải bơi đua giỏ lãi Composite huyện Châu Thành mở rộng năm 2023. Giải đua nhằm giữ gìn nét đẹp văn hóa của địa phương, vừa là dịp để các vận động viên rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị tham dự giải đua ghe ngò tỉnh Sóc Trăng năm 2023, được tỉnh tổ chức trong vài ngày tới. Giải đua thu hút 38 đội đến từ các huyện trong tỉnh Sóc Trăng với hơn 600 vận động viên tham gia, hàng nghìn người cổ vũ. Cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ là hai trong những dự án trọng điểm của miền Tây đang được ban quản lý dự án và các nhà thầu gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối cùng, đáp ứng yêu cầu về đích vào cuối năm 2023. Tính đến nay, sản lượng thi công của cầu Mỹ Thuận 2 đã đạt hơn 96% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, đối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, phía ban quản lý dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án thông tin, dự án có 3 gói thầu, sản lượng thực hiện đạt 77,7 giá trị hợp đồng. Liên quan đến tình trạng nhiều bệnh nhân có tham gia bảo hiểm y tế nhưng phải mua thuốc bên ngoài mà báo Lao Động đã phản ánh. Vừa qua, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã thông tin nguyên nhân. Cụ thể, sau đại dịch COVID-19, nguồn cung bị hạn chế, đồng thời nhiều bất cập trong quy trình đấu thầu, dẫn đến có một khoảng thời gian, một số bệnh viện không cung cấp đủ thuốc cho người bệnh, phần nào ảnh hưởng đến việc đảm bảo quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Đến nay, cơ bản ngành y tế thành phố Cần Thơ đã khắc phục được tình trạng này. Riêng khó khăn về việc chưa được quyết toán tiền bảo hiểm y tế, Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết phía bảo hiểm xã hội đang làm thủ tục. Liên quan đến vụ việc cá sấu sổng chuồng tại tỉnh Kiên Giang, vừa qua, giám đốc công viên văn hóa An Hòa, thành phố Rạch Giá cho biết, lực lượng chức năng vừa thực hiện tiêu hủy con cá sấu tìm được nhưng đã chết. Đến nay, đã có 7/8 con cá sấu sổng chuồng được tìm thấy, còn lại một con thì đơn vị vẫn tập trung các lực lượng, phương tiện tiếp tục tìm kiếm. Thưa quý vị và các bạn, ở thành phố Cần Thơ, có một bà giáo già đã ngoài 70 tuổi, nhưng ngày ngày vẫn dạy học miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có cơ hội đến trường. Chúng tôi đang nhắc đến nghĩa cử cao đẹp của bà Võ Thị Son ở quận Ô Môn nhân tháng kỷ niệm dành cho các nhà giáo. Học đánh dần, học viết chữ, tất cả tưởng như rất đổi bình thường, nhưng với những em nhỏ tại lớp học cô Son, đó lại là điều vô cùng quý giá. Bởi do hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em không thể đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Có chị hai với anh ba, chị hai với anh ba chưa con vô đây con mới học được hôm nay. Và con học ở đây con thấy cô cũng thương các con dữ, cô không lấy tiền, và các con cũng vui. Con thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cô mới dạy, hồi mới cô dạy đó là vật chất nó thiếu cho cô phải về cô có tiền hưu, cô mới bỏ ra. Rồi sau cái mạnh nguyện biết á là cho tập nè, cho thước nè, cho bảng nè. Nguyện vọng lớn nhất á là cho học sinh biết chữ, nhờ con biết chữ rồi nó mới giỏi lên. Bé còn dạy hoài. Mấy đứa học sinh cũ cô đã mấy năm trước, hồi năm 75 cô dạy tới nó học được đại học đó, thì nó có quay lại nó cho đồ mấy đứa học sinh này nhiều lắm. Gần cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đến nay sức khỏe cô Son đã không còn được như trước. Dù vậy, với cô Son, chỉ cần một ngày mình còn đủ sức thì sẽ còn tiếp tục mang con chữ cho các em nhỏ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.